Rồi, kính xin chào các bác. Thì con V60 nó cũng đã khá cũ rồi và nhiều bác ấy đã gặp tình trạng là cái chân sạc này này nó đã bị lỏng rồi, và nhiều bác thì còn là cái pin ấy nó cũng đã hỏng rồi. Thì sẵn tiện có một con máy mà có một bác trước đây bác cũng mua cái máy này của em nhá, nhưng mà máy bác ấy là pin nó đã bị phồng rồi. Các bác nhìn thấy này, phồng nó đẩy cả cái lắp lưng lên rồi. Thì cái con máy này bác ấy mua em phải tầm 2 năm rồi, thì nó lại chưa có hỏng cái cụm sạc nha bác nhé. Nó chỉ phồng pin thôi, thực ra pin vẫn còn ngon nhưng mà nó vẫn bị phồng, thì là nó bác ấy muốn thay thôi. Còn cái cụm sạc này thì vẫn ngon, thì sẵn tiện đây em sẽ hướng dẫn các bác là cách thay pin của con V60 này và thay cả cụm sạc nữa các bác nhé. Đấy, thì em sẽ làm từ từ để các bác xem. Thì cái clip ý, có thể nó sẽ rất là dài, cho nên các bác nào mà muốn là tự làm được ý, thì các bác cố gắng xem nhé. Tại vì em sẽ làm bằng những cái công cụ nó thô sơ thôi, không phải là chuyên nghiệp gì cả, nhưng mà để có thể là bác nào mà ở nhà các bác vẫn có thể làm được nha các bác nhé. Thì em sẽ làm luôn đây. Rồi, ok. Thì trước tiên ý, các bác cũng sẽ tắt nguồn đi thôi. Làm cái gì thì làm, các bác cũng tắt nguồn như này, bỏ này ra đây đã nha. Đấy. Thì cái con máy này nó bị bung nắp lưng rồi cho nên là nó có dễ tháo thôi, nhưng mà nếu mà máy của các bác ấy mà cái này nó còn liền ấy, thì các bác dùng cái máy setup ấy, cái bác khò bốn xung quanh này nhé. Đấy, cái bác khò nóng bốn xung quanh này, phải nó khò tầm khoảng 5 phút ấy, để cho nó nóng cái viền này lên. Đấy, thì cái keo trong này nó sẽ giãn ra, nó sẽ kém kém ăn đấy nha các bác nhé, thì nó sẽ ra thôi. Thì con này thì em không cần khò, thì khò nó cũng dễ thôi, các bác cứ cứ khò xung quanh đây để nó ra thôi. Thì các bác có thể dùng một cái miếng mỏng mỏng, thì đây chờ tí các bác. Thì ở ở nhà các bác ấy, mà không có cái miếng chuyên nghiệp kiểu như này, thì ở nhà các bác sẽ có cái, em nghĩ là ở nhà có cái vỉ thuốc này này. Đấy, cái vỉ thuốc này rất là hữu ích các bác nhé, nó khá là mỏng và khá là cứng, thì bác dùng cái vỉ thuốc này, các bác cậy, và nó cũng có không không để cậy vào sâu ấy. Đấy, các bác dùng vỉ thuốc này có cậy nền vào. Đấy. Đấy, con này dù nó bung lắp lưng rồi mà vẫn còn khó cậy phết các bạn. Đấy, các cứ dùng cái vỉ thuốc này được nha các bác nhé, đừng cho nó sâu quá. Và các bác thì nên cậy là cậy từ từ trên xuống nhé, cậy từ trên này xuống này, trên này xuống này. Đấy. Em quen thì em cứ cậy chỗ nào cũng được, nhưng mà các bác nên vậy, tại vì này này, chỗ trên này vẫn còn khá là chắc này. Đấy, kiểu gì cũng phải khò. Đấy, cái trên nó còn khá là chắc nhé, em phải bật cái máy khò lên. Tại vì cái trên này nó còn khít mà, còn khít lắm. Cảm giác là cái pin này nó hỏng rồi. Thì tạm thời cứ cậy cái phần dưới này trước này. Thì cái phần trên này nó em phải cần phải khò nhé, cho nên mang ra máy em khò. Thì các bác dùng máy sấy tóc được nhé, em ở đây không có máy sấy tóc cho nên em có cái máy khò này mà. Đấy, thì các bác cũng chỉ khò sao cho nó nóng lên thôi. Ok, nóng nóng lên là được mà. Đấy, khò nóng lên phát các bác cậy là được ngay, cũng dễ lắm. Cái phần nào mà nó hỏng thì nó đổ đầu thôi. Cái vỉ thuốc này khá là tiện các bạn. Đấy, làm một cách hết sức là thô sơ cho các bác xem nhé. Đấy, nó dễ lắm. Đấy, tắt cái máy khỏi đó. Rồi các bác, thì các bác chịu khó từ từ thôi. Từ từ các bác khỏi nó ra thôi. Đó. Thì đây các bác, cái cục pin này nó bị phồng rồi. Đó. Đồ hồi xưa nó khá là zin các bạn. Đây, đồ hồi xưa nhìn phát biết là zin luôn. Đó. Keo cái thứ tốt đây. Tại sao nãy em bảo các bác là các bác ấy từ trên xuống, tại vì nó sẽ như này này. Đấy, nó sẽ như này. Nếu chứ có các ấy vào từ dưới lên ấy, nhiều khi các bác sẽ làm đứt cái này này. Để sâu các bác làm đứt cái sạc không dây này. Đấy, nhất là bên này nó gần này. Cho nên các bác cứ kéo từ xuống, nó có bị ở đây nó sẽ trượt qua cái này thôi. Ok. Thì sau đó thì các bác vệ sinh mấy
cái keo nó lởm chởm này thôi. Nếu mà máy các bác hồi xưa mà máy là máy máy dùng cái keo này nó dán này thì vệ sinh nó dễ, còn nếu mà dùng 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 cái kiểu là cái keo nước dính ấy, thì nó sẽ hơi khó để mà vệ sinh nó không nhanh được như này. Thì các bác từ từ các vệ sinh nó đi thôi. Đó, cái này thì mình kéo này nột nó sẽ đi hết này. Đó, vậy là sạch rồi. Đó, cái nắp lưng cũng thế nhá, nắp lưng cũng thế, nó cũng dễ thôi. Rồi, ok, cái này thì không quan trọng, cái này thì ở bước lắp lại thì các bác sau cũng được, em bỏ qua cái này để em tháo luôn cái máy nhé các bác nhé. Đây. Thì các bác cứ tháo hết mọi con ốc ra thôi. Em cũng sẽ không 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 cần phải tua nhanh đâu. Thì các bác chú ý nhé, giờ cái linh kiện của LG nó cũng hàng lởm nó nhiều ấy, cho nên các bác chú ý mua của ai cũng thôi, các bác chú ý là đã chốt công thay ấy, thì là thay những cái đồ zin ấy, đồ ví dụ pin là thay pin zin nhé, đừng thay những pin lô ấy. Pin lô nó dùng được một thời gian đầu thì còn khá là ok, nhưng mà một thời gian sau thì nó cũng nhanh hỏng lắm. Tháo hết mọi ốc nha các bác nhé. Con V60 này thì các bác không cần tháo khai sim các bác nhé. Những con khác ấy thì các bác phải tháo khai sim, nhưng con V60 thì không cần. Cái pin này cũng là pin zin các bác nhé. Tuy nhiên thì có thể là một là có thể cục pin này nó không được ngon, hai là cách sử dụng của người dùng thì nhiều nhiều bác dùng kiểu như là cắm sạc liên tục ấy, cho nên nó cũng có thể nhanh xuống cấp. Đấy, cậy xong thì các bác hãy quên không nói các bác luôn. Đây, cậy xong rồi thì các bác chú ý là cậy xong rồi nhé. À quên, tháo hết ốc nữa, các bác dùng cái tua vít ấy. Các bác cậy chỗ này này, nó lên chỗ này là dễ nhất này. Đó, cậy lên các bác cầm tay bác tách ra được à? Từ từ tách ra. Đó. Ok. Đó, cậy ra cái đấy thì các bác dùng luôn cái gì đấy, móng tay hoặc là cái này cũng được. Cái vỉ thuốc này được, các bác để cậy cái nắp pin này lên này. Đó, cậy lên. Em thì toàn dùng móng tay thôi. Đấy. Thì nhân tiện nhé, em sẽ hướng dẫn các bác cả về thay cục pin này, cả thay cục pin này và thay luôn cả cái cáp sạc này các bác nhé. Tại vì cái cách sửa cái lỗ chân sạc trên V60 là các bác thay bằng một cái cáp sạc mới tinh, và như như bên em ấy là em có đổ thêm cả cả keo nữa các bác nhé. Đây, ví dụ cái cáp sạc zin new ấy thì nó chỉ có keo sẵn của nhà sản xuất như này thôi. Đấy, như này thôi, phải bên này hoàn toàn là không có gì, không có keo gì đâu nhé. Đấy, bên này họ chỉ đổ bên này thôi, thì em vẫn là cáp zin đấy thôi, nhưng mà em sẽ đổ thêm cái lớp keo nữa này. Đấy, đổ thêm lớp keo nữa này, và bên này cũng thế, bên này cũng đổ thêm lớp keo nữa này. Đấy, nên có một điều là chắc chắn là nó sẽ chắc chắn hơn, và như em thấy là anh em về dùng nó sẽ yên tâm hơn đấy. Rồi, thì sau khi tháo được cái này rồi ấy, thì các bác có thể dùng cái nhíp hoặc là dùng, em nghĩ nhà nào cũng có cái nhíp thôi. Tháo cái dây anten này ra này, tháo bỏ sang một bên này, xong đa số là em dùng móng tay, mà móng tay này em sẽ cậy cáp màn hình này, cáp anten này, cáp của cái mà cam trước này, cáp của cụm sim đấy. Thì khi mà cậy được vậy rồi ấy, đấy thì các bác lại dùng một tua vít này, các bác đưa vào cái chỗ này này, đưa vào chỗ này nhá, các bác cậy cái mền lên, cậy chỗ này không sao đâu, đấy cậy cái này lên và cậy một tí thôi, bắt đầu các bác lấy tay các bác bẻ những cái dần những cái cáp này ra để nó khỏi vướng ấy, đấy khỏi vướng thôi, dễ thôi. Đó, vậy là các bác lấy được cái mền ra, đấy cái mền nó hoàn toàn zin đét các bác nhé, zin đét và không hề có dấu hiệu sửa chữa. Hãy tạm thời bỏ đây. Và máy cũng còn biến động tản nhiệt luôn.
Đấy, và được muốn được cậy cái cúp pin này ra ấy, thì các bác cậy cái miếng này ra này. Cậy miếng này ra thì các bác tháo lốc này ra, cậy miếng này ra, các bác cho để cậy ra thôi. Nó nhẹ lắm, không sợ gãy đâu. Đó. Ok. Thì khi mà gỡ miếng này ra là các bác sẽ nhìn thấy được cái những cái khe hở này. Đó, các bác nhìn thấy không? Cái khe hở này. Đó, cái khe hở thì các bác có thể hoàn toàn là dùng cái tua vít luôn. Các bác cậy lên. Đấy. Tua vít thì nó hơi nhọn cho nên các bác cậy nó cũng chú ý nhé. Đấy, các chú ý. Thường thường em có cái đồ chuyên dụng ấy. Đây này, nó như này này. Thì cậy nó sẽ dễ hơn. Đấy, cậy sẽ dễ hơn nhưng mà thôi, em tạm thời em không dùng cái đấy. Em dùng cái một là cái nhíp này. Cậy này. Cứ cậy dần dần thôi. Đây cái nắp keo gì nó sẽ như vậy thôi. Cậy dần dần lên. Đấy, dần nó sẽ lên thôi. Đó. Cậy dần dần nó sẽ lên thôi. Đấy. Pin zin này có điều nó hơi bị phồng. Và cái lớp keo này thì nó có thể vẫn ở dưới này này. Nó sẽ còn một cái lớp keo màu đen này này. Thì cái lớp keo này dần dần nó sẽ không còn ăn máy nữa. Nói chung là bây giờ vẫn còn có thể dùng được nhưng mà từ từ nó sẽ không còn ăn máy nữa. Đấy, và bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác thay luôn cái cọng cáp này nhé các bác nhé. Đấy. Thì các bác tháo hết ốc này ra rồi, các bác dùng tay này, các bác cậy này ra rồi. Đấy. Cậy này ra thì các bác thấy đấy, cái bụi bẩn ở cái lò ngoài nó cũng có nhé, thì các bác vệ sinh luôn. Dùng cái bàn chải vào đấy các bác vệ sinh luôn. Để nó sạch đi. Dùng một thời gian thì kiểu gì nó cũng bị thôi các bác. Đấy, sạch sẽ. Ok. Đó. Và trước khi tháo cái đấy, tháo tháo cái cam này các bác trước tiên là tháo cái cụm mà vân tay này. Đó, các bác dùng móng tay vào cái gì cũng được. Tháo ra này, cụm vân tay này. Đó. Em cho gần gần lại tí nữa các bác nhé. Vậy hơi xa. Ok. Đấy, tiếp theo là một cái cáp ở đây nữa này. Cáp băng keng đấy này. Các bác lấy như các bác cái nó ra. Đó. Tiếp theo là các bác cậy cái rắc anten ra này. Đó, cậy ra. Rồi, ok. Thì lúc đầu ấy, nguyên cái phần này nhá, cái phần này nó sẽ dính vào cái khung khá cái bo mạch này này, dính vào cái khung khá là chắc đấy thôi nhá. Cho các bác phải cậy từ từ thôi. Các bác có thể dùng cái kíp cậy cái mic ra trước này. Đấy, cái mic này sẽ dán vào đây cho các bạn cậy cái mic ra trước này. Đó. Cậy cái mic ra trước. Vệ sinh cái keo mà nó còn thừa ở đây đi luôn được. Đó. Ok. Cậy mic ra trước nhá. Còn cái này này nó sẽ rất là chắc chắn nhé các bác. Dùng cái nhíp các bác từ từ cậy trước nó đã nhá. Đây này. Đấy nó khá là chắc này. Đấy, nó khá là chắc đấy các bác nhá. Thế các bác phải dùng nhíp cậy nó ra trước đó. Chứ không là các bác không cậy được đâu. Đấy, như này là được này. Đấy, cậy nó lên lên như này là được nha các bác nhé. Đấy. Ok, sau đó thì các bác cậy từ đây. Các bác nhét cái nhíp vào chỗ này. Cậy này ra. Đó. Các bác dùng tay thôi. Các bác bóc dần dần nó ra thôi. Bóc dần dần nó ra. Đấy, cứ bóc dần dần nó ra này. Đó. Thế này các bác cứ bóc bóc mạnh nó ra thôi. Chả sao đâu. Các cứ bóc mạnh nó ra thôi, không vấn đề gì nha. Chưa trước nhưng mà trước tiên là phải tháo được cái mấy cái rắc này ra nhá, tháo cái rắc này, phải tháo cái mic này ra nhá, này hay không thì nó sẽ bị đứt đấy. Ok, thì đây đây là nguyên cái bo mạch cũ và zin các bác nhá. Thì tại vì khi mà mua về thường thường các bác chỉ mua được cái như này thôi, thì các bác phải tháo cái bo này để đưa sang bên này. Thì đây em sẽ tháo ra cho bác luôn, bác tháo cái rắc này ra. Nó tháo ra các bác từ các bác lột ra thôi, nó dính bằng keo thôi, không có gì chắc cứ gớm lắm đâu. Đấy, dính bằng keo thôi. Cái này cũng là chân zin hồi xưa này, thì cái này chưa hỏng nha, tí nữa em lắp lại cho các bác thôi, còn em demo cho các bác thôi, chưa hỏng để đây đâu. Đó, và các bác bắt đầu được tiến hành là thay cái cọng cáp này. Thì các bác chú ý nhá, cọng cáp này thì em bán này sẽ bao giờ nó cũng có cái gioăng này nhé các bác nhé. Cái gioăng này gọi là cái gioăng chống chống nước ấy, thì các bác chú ý giữ lại nhé. Thì khi mà có giữ lại như vậy thì nó sẽ ví dụ nước nó vào nó sẽ không không vào trong. Đấy, thì các bác trước tiên các bác lắp nguyên cái này thôi nhé, chưa chưa lắp vội cái này nhé, cái này lắp sau. Đấy, các bác nhét vào thôi, nhét vào đấy, cho nhét vào này, nhét vào, và các bác ấn làm sao ấy để cho cái cọng cáp này
nó vào đúng cái lỗ này này. Đây, đây có một cái lỗ này. Đấy, đúng mà vào cái lỗ này. Và cái phần này nó đi nó chìm xuống dưới bên bên dưới cái khung này. Đấy, nó không bị trườn lên là được. Đó, ok. Bích này thì để im vậy thôi. Đó, ok. Cái phần này chưa cần lắp nhé, lắp phần này thôi. Đấy, và tiếp theo các bác đưa cái bo mạch này vào. Đấy, đưa bo mạch vào thì các bác hơi hơi đẩy này lên để các bác nhét cái này dưới phía dưới này thôi. Đấy, nhét ở bên dưới. Đó. Và đưa vào đúng cái lỗ là được thôi. Đấy, ở đây nó cũng có nguyên cái lỗ này. Đây này, lỗ này, đấy, các bác đưa đúng vào cái lỗ là được. Các bác ấn xuống thôi. Đấy, xong các bác đóng cái rắc này lại. Ok, và đưa cái đấy, đưa cái rắc này vào, nhưng mà có điều là bây giờ là cái này là cái mới, cho nên là em quên, em sẽ lấy lại cái cũ đưa vào cho các bác, và để em dán keo luôn. Đây này, đây cái này là cái của cái bác, tại vì cái này vẫn còn ngon mà nó chưa hỏng. Đấy, em sẽ làm lại cái này các bác nhé, đưa vào thôi. Đó. Đó, đưa vào thôi. Ok, và đưa lại cái bo mạch này. Đó, đưa lại bo mạch thôi. Ok, và các bác dùng nhíp để các bác gắn lại cái giác anten keng này sao cho đúng khớp nhé. Đã, ok, vậy là xong. Gắn lại cái giác anten giác 3.5 này. 3.5 này, và đưa lại cái vân tay. Đó, vậy là xong thôi. Trên này các bác chưa gắn vội nhé. Đấy, các bác gắn xong này đi. Gắn xong này đi. Đấy, và các bác lắp luôn cái này luôn nhé các bác nhé. Lắp luôn cái cụm mà loa trong này luôn, à loa ngoài này luôn. Lắp luôn xoáy ốc luôn được nhé các bác nhé. Xoáy ốc luôn cho nó chắc luôn. Tại vì sẽ không không làm gì đến dưới này nữa. Vậy là xong rồi. Đó. Lắp luôn cho nó chắc luôn. Ok, lắp luôn. Rồi. Sau khi lắp luôn ấy, bắt đầu các bác mới tiến hành là lắp đến cái đầu trên này. Thì cái đầu trên này nó có cái ngoàm ở dưới này này. Các bác phải đây này, đây nó có một cái phần đây này. Đây nó có phần nhô ra một tí này. Đấy. Để các bác đưa vào đúng đúng cái dưới ngoàm bên này. Đấy, cái ngoàm dưới này, đây các bác đưa vào bên dưới nhá. Đấy. Hơi khó nhìn nhưng mà các bác đưa vào bên dưới. Và nó có cái lỗ ở đây thì các bác đưa vào đúng cái lỗ này nữa là được. Vậy. Ok. Đưa vào vậy. Đó, đưa vào vậy xong nhá, các bác cũng chưa cần lắp pin vội nhá, chưa lắp pin vội. Các bác cứ để vậy đi. Đấy. Chưa lắp pin vội nhá các bác, cứ để nó như này đi, vào các bác lắp main luôn nhá, lắp main luôn. Lắp pin luôn thì cái việc lắp pin ấy thì các bác lắp từ dưới này lên này. Đây nó có nhiều cáp hơn này, các bác đưa cái này vào này. Đấy, để cho nó bên trên này. Sau đó các bác từ một vít các bác với cậy những cái rác khác ở bên trên này. Đấy, tùy cách lắp của mỗi người thôi. Em thì hay lắp vậy. Đó. Ok. Vậy là vào rồi. Đấy, vào rồi thì các bác chú ý nhá, các bác dùng tay ấn cái này một phát mạnh xuống nhá, ấn cái này này, ấn cái này mạnh xuống để cho nó, tại vì chỗ này này, đây. Chỗ này nó có một cái rắc, rắc này nó sẽ ăn vào cái cáp này, ăn vào như này này, đấy ăn vào như này, đó nó sẽ ăn vào như nhau, cho nên các bác phải ép xuống thì nó mới ăn nhá. Đây thì các bác dùng tay ở chỗ này. Các bạn ấn nghe kêu tách phát là được. Đấy. Tách phát là được nha các bác nhé. Đấy, sau đó các bác lắp lại tất cả các cáp. Dùng tay thôi, chả cần phải dùng cái gì đâu.
mỗi cái cáp này nó nhỏ nhỏ thì các bác phải dùng cái nhíp này thì các bác để nó mới chính xác được thôi. Rồi, ok. Đó. Sau khi các bác lắp xong hết các thứ rồi, các lắp lại cả này luôn được. Đó, xoay ốc luôn. Xoay ốc luôn nhá. Đó, thì con V 60 các bác chú ý nhá. Bác nên dán lại keo cho cái này. Tại vì cái phần keo này nó đã hơi hơi bị kiểu kiểu là nó kém rồi ấy. Đấy, cho nên là các bác nên dán. Thứ nhất là các bác có thể dùng keo, dùng bằng keo hai mặt cũng được nha các bác nhé, không vấn đề gì đâu, nó hơi nó không được ngon mấy nhưng mà vẫn có thể dùng được các bác nhé. Thì đây em có một cái dây keo, nó gọi là cái keo dán màn hình, nó cũng gọi là ngon hơn một chút thôi chứ còn không phải là chuẩn chỉ cho lắm đâu. Nếu mà keo này gọi là cái keo mà keo được, nó được chống được nhiệt một chút đấy. Đấy thì nó dễ hơn. Đây thì em dán thêm nó vào đây tìm một vài cái thôi, dán 4 điểm thôi, 4 góc thôi. Đấy, đây một góc này để cho nó chắc ăn nhé. Tại vì cái cục pin của con V60 này các bác mà không dán ấy, dùng một thời gian là nó sẽ bị lỏng cái cục pin ra các bác nhé. Lỏng cục pin ra thì nó có thể làm hỏng hỏng cục pin. Đấy, cho nên các bác phải dán vào. Nhiều ông thợ khác là các ông ấy không dán đâu. Em về em thấy máy về em nhập em sửa cho các bác ấy về là toàn thấy công chả dán gì cả. Các ông cứ nghĩ là cái này nó còn dính là nó còn ngon ấy, nhưng mà thực ra không phải nha các bác nhé. Nó đã hết ăn rồi, nó còn dính dính thôi chứ nó không không ăn ngon đâu. Đấy, các nên dán đây một góc, đây góc, đây góc, đây góc là được. Bằng keo hai mặt cũng được các bác nhé, không vấn đề gì đâu. Hoặc các bác dùng có băng keo 3M ấy, ngon nhất. Băng keo 3M là ngon nhá các bác nhé. Đấy. Đấy. Ok. Băng keo 3M cũng được. Đấy, và các bác bắt đầu là các bác đưa cục pin mới tinh vào. Đây cục pin mới tinh các bác nhé, mới tinh tinh luôn, chưa hề sử dụng luôn nhé. Cục pin mới tinh ấy là nó mà là zin chính hãng nó phải như này các bác nhé. Đây mẫu mã của nó đây, các bác nhìn cho nó chuẩn nhé các bác nhé. Có ngày giờ ngày tháng năm sản xuất đây, và ở mặt trước mặt sau này này là nó bằng phẳng luôn các bác nhé. Đây ví dụ cục pin này mà bóc ra, các nhìn này này, pin này bóc ra này, các bác làm kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ không thể nào bằng phẳng được nữa các bác nhé. Bóc ra này trông có nhăn nheo này đấy, còn cục pin mới gì nữa nó phẳng lì như này mà đấy, cho các bác chú ý nhé. Tại vì giờ em thấy nhiều anh em bán hàng bán nhất là Shopee nhé. Shopee phải đến đến khoảng 99%, 99,9% là pin lởm các bác nhé. Đấy, các bác chú ý. Rồi thì các bác đậy bác gắn cái cáp pin vào đặng này. Đấy, bác thả từ từ cho nó vào đúng rồi. Đấy, các bác bóp nó lại, bóp nó lại. Đấy, cho nó chắc ăn. Đấy, vậy là cái pin này nó không hề bị xê dịch nữa, không hề bị sợ nó rơi ra nữa. Đấy. Vậy là xong rồi, các bác lắp cái NFC này vào, khai thác không dây này vào nữa thôi. Các bác cứ ấn là xuống này. Đấy. Đó. Vậy là xong. Vậy là các bác xoáy ốc vào. Xoáy ốc vào, tất cả các ốc vào và xoáy ốc vào và các bác gắn cái lắp lưng vào thôi. Xoáy ốc xong nhá. Thì các bác vệ sinh lại cái lắp lưng này, vệ sinh lại tất cả cái còn bẩn ở cái xung quanh viền này. Đấy, và các bác dùng keo. Keo thì các bác có thể dùng cái keo này. Để em cho các bác xem luôn. Đâu rồi? Đây. Em thì đang dùng cái keo này, HST999 này. Đấy, thì các bác dùng cái keo này, được keo này mua cũng rẻ thôi, ở Shopee đầy ạ. Đấy, thì các bác bắt đầu là các bác bôi keo vào xung quanh nó, xong rồi các bác hiện cái này lên, hiện cái tấm lưng này vào, và các bác dùng mấy cái dây nịt này thôi, dùng dây nịt các bác buộc vào, đây buộc như này, đây dùng cái nịt nhỏ thì các bác buộc hai vòng là được, đấy các bác dùng này các bác buộc vào, đấy, các bác làm cho ba cái là được kia mà. Bà nói chung các bác buộc càng nhiều thì nó càng là khít thôi. Đấy, đơn giản là vậy thôi. Các buộc càng nhiều càng khít, và các bác làm một cái trên xuống dưới nữa, ba bốn cái nữa càng tốt. Đấy, như này này. Đấy. Đấy, nó dễ thôi. Đấy. Vậy là xong. Nói chung là các bác buộc nịt thì càng nhiều càng càng tốt nhé, không sợ đâu. Các mua dăm chục cái mà buộc cũng được, nó rẻ mà. Đấy, vậy là các bác cái keo này thì các bác nhớ nhé,
chờ nó khoảng tầm 6 tiếng thì nó mới khô hẳn, hẳn khô khô chết luôn đấy, khô hẳn luôn đấy. Cho nên nhiều bác bóc sớm ra thì nó sẽ bị hở lưng ấy. Đấy, như vậy. Ok, thì nó cũng rất là đơn giản như vậy thôi. Mong rằng các bác hoàn toàn có thể làm được nha các bác nhé. Rồi, ok, chào các bác.